Chào tất cả quý vị và các bạn. Chiều hôm nay là chúng tôi đang đi dọc hồ Mon Thơ trong một cái ngày trời rất là đẹp nắng như thế này. Mặc dù là vừa lạnh vừa nóng như thế này nhưng tôi vẫn thích đi dạo hồ. Và đây là cái đoàn của chúng tôi. Trời ơi, cái tay nó làm cái gì á? Đây là một cái cây tỏa ra một cái mùi hương rất là thum thủm. Ê, như này giống mùi mật ong trong cái ly trà sữa á. Nhi Cái gì vậy? ơi Trời ơi, tội nghiệp, đây là bạn Diệu, ở lòng bé Diệu. gì vậy chứ? Ủa chứ hả? Còn đây là ba người phụ nữ bóng đen bí ẩn. Lẹ kiểu sao không có thể không giơ tay vậy nữa. Đây là toàn cảnh hồ. Chimmy à. Anh ơi, chụp nhà mấy anh ơi. Nấu hả?